thân tâm nghiêm trang, thanh tịnh, 32 tướng tốt, 8 người dễ đẹp, 32 tướng đại trượng phu, là Như Lai thầy trời người, dục giới sắc giới, thọ sắc hành tướng, diệt thọ tướng định, đi sâu chánh định, học pháp giáo hóa chúng sinh, đánh tan u minh nghiệp lực các pháp dạng vật chúng sanh, trở về cõi nguồn xứ sở Tây Thiên Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, hào quang chiếu sáng các pháp tam thiên, bởi sát sinh hại mạng, tà dâm ô uế dục vọng tham sân si mạn nghi, xa đọ địa ngục ngạ quỷ, tái sanh kiếp nẻo, sanh lão bệnh tử, ắt thì có sanh, ắt thì có diệt, quỷ diệt bởi dương sắc trần u mê tham đắm, danh lợi liên thuộc cha mẹ tổ tiên ông bà, sám hối tiêu trừ bản ngã tham sân si, trở về chầu cha trời mẹ đất, cha là Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ là Diêu Trì Thánh Mẫu Nương Nương. Là robot sắt đá máy, là cục đá không hình sắt. Cục đá không hình sắt, nhưng chúng sanh phải trở về tánh không như là cục đá đấy đó. Dạ, cục đá không hình sắt nữa là Tôn Ngộ Không ngày xưa là từ cục đá không? Dạ. Không biết, không nghe, không thấy, không thọ cảm, nhưng quán tưởng lòng từ bi đạo hạnh yêu thương cao pháp vạn vật chúng sanh, ắt khai mở trí tuệ. Hào quang chiếu sáng sẽ không đưa vào ma đạo đó. Dạ, chút nước. Không có nước khó phát âm quá gì. Dạ, không có nước. Cô Quyên có thể thuyết pháp cho chúng sanh nghe được không? Dạ, không có nước. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đà Phật. À, kính thưa chị Ven cùng với tất cả các anh em YouTube, thì hôm nay hội đủ duyên lành gặp được chị Ven đã về Long Biên nước cấm. Thì nãy giờ các anh em thấy chị Ven đi bộ từ ở dưới chân núi lên. Cho Thị Dũng hỏi là nguyên nhân vì sao mà chị Ven lại không đi xe Honda ôm lên mà lại đi bộ hành trình nãy giờ cũng hơn một tiếng đồng hồ. Mà các anh em thì cũng đã theo hành trình của chị Ven, thì vậy thì chị Ven có thể giải thích là nguyên nhân vì sao mà mình phải đi bộ từ ở dưới chân núi lên vậy? Cho biết cái duyên lành mà Ven đến núi cấm này là nguyên nhân thế nào không? Dạ, thì duyên hành pháp chúng sinh ơi. Ven có thể cho biết là mình khi mình đặt chân lên núi cấm này thì tinh thần và cái cảm giác của Ven như thế nào? Dạ cháu, thoải mái tâm hồn, thân tâm an lạc, chúng sinh gần đây cũng thân tâm an lạc như cháu đi. Thì trong thời gian qua Ven đi hành pháp, phải là đi
ở ngoài hành căn, thì cái nguyện vọng của Ven là đi đến núi Cấm đúng không ạ? Dạ đúng rồi chú ơi. Thì Ven đang ngồi giữa đỉnh núi Cấm cao hơn 7.000 km so với mặt đất. Thì nơi đây là xung quanh chúng ta là mây. Thì tất cả các anh em ở bên đây cũng đủ duyên lành cùng đi với Ven để đến đây để hành pháp cùng với Ven. Thì Ven cho biết những anh em đi với Ven thì Ven có cảm nghĩ như thế nào? Chúng sinh vui là ta vui rồi. À, vậy là Phật. Thì mong rằng duyên lành này được kết nối cùng với Ven để cùng đi hành pháp. Cũng mong rằng đây là một cái công đức vô lượng mà Ven dành cho tất cả các chúng sinh. Thì các em cùng đi với Ven để cùng nhau Phật ha. Sau khi mà mình lên núi Cấm như thế này á, có mình dạy được những cái luồng điển nào để cảnh báo rằng từ đây cho đến Tết còn 4 tháng nữa nó có những cái điều sự kiện gì nó nổi bật không chị Giang? Dạ thì duyên hành pháp thiếu chủ từ bi độ tha. Và các sư cô đang tụng kinh thì bên đây bắt đầu lắc lư theo cái tiếng kinh kệ đúng không vậy, và bên đã cảm nhận được cái sự Phật pháp diệu màu ở nơi núi Cấm này. Hỏi những dục bát nhã ba la mật đa tâm kinh, thân tâm nghiêm trang thanh tịnh, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 32 tướng đại trượng phu, là Như Lai thầy trời người, dục giới sắc giới, thọ sắc hành tướng, diệt thọ tướng định, đi sâu chánh định, học pháp giáo hóa chúng sanh, đánh tan u minh nghiệp lực các pháp dạng vật chúng sanh, trở về cõi nguồn xứ sở Tây Thiên Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, hào quang chiếu sáng các pháp tam thiên, bởi sát sanh hại mạng, tà dâm ô uế dục vọng tham sân si mạn nghi, xa đọa địa ngục ngạ quỷ, tái sanh kiếp nẻo, sanh lão bệnh tử, ắt thì có sanh, ắt thì có diệt, quỷ diệt bởi dương sắc trần u mê tham đắm, danh lợi liên thuộc cha mẹ tổ tiên ông bà, sám hối tiêu trừ bản ngã tham sân si, trở về chầu cha trời mẹ đất, cha là Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ là Diêu Trì Thánh Mẫu Nương Nương. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Vậy thì mình phải sám hối như thế nào để tiêu trừ nghiệp chướng gì chị Ben? Sám hối thì phải thành tâm,
phải có thân tâm an lạc. Lễ bái Phật tưởng nghĩ bổn sư Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ Ta Bà Ha, là một bậc trí tuệ hào quang chiếu sáng các pháp Ta Bà Ha đó. Hồi nãy thì các anh em có nghe chị Ven khuyên là niệm Phật để sau này về cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì cũng có một số người là không tin là có cõi Phật A Di Đà. Như vậy thì chị Ven có thể tả một số cảnh của Phật A Di Đà để cho bà con mình được tin tưởng hơn. Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cứu thoát các pháp vạn vật chúng sanh. Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Bạch Đức Như Lai, là Như Lai Thầy trời người. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, các bậc A La Hán, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan là đệ tử Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là giới gì tánh không, không có sắc trần. Giới gì tánh không, không phải cảnh là Phật, nhưng cảnh là trong tánh không đó. Thấy biết là trong tánh không, là bổn tánh, là thọ mạng thân tứ đầy, cha trời mẹ đất tái sinh, cha trời mẹ đất tạo thành thân tứ đầy các pháp vạn vật chúng sinh đi. Dạ xin cho hỏi là phần hiện giờ đang nói là có thể tiết lộ là cho các anh em biết là phần nào không ạ? Không thiết pháp, không phát âm đâu. Ta chỉ là robot sắt đá máy, là cục đá không hình sắc. Cục đá không hình sắc, nhưng chúng sanh phải trở về tánh không như là cục đá đấy đó. Dạ, cục đá không hình sắc nữa là Tôn Ngộ Không ngày xưa là từ cục đá không? Dạ. Không biết, không nghe, không thấy, không thọ cảm, nhưng quán tưởng lòng từ bi đạo hạnh yêu thương cao pháp vạn vật chúng sanh, ắt khai mở trí tuệ. Hào quang chiếu sáng sẽ không đưa vào ma đạo đó. Dạ chút nước đi. Không có nước khó phát âm quá gì. Cô Quyên có thể thuyết pháp cho chúng sanh nghe được không? Dạ thì kính thưa chị Phan, có cách nào để cứu chúng sanh bớt cái phần nghiệp trong cái màn ba cánh chót không chị? Nghiệp thì phải lễ bái Phật trời thánh thiền, lễ bái như vậy đi. Phải lễ bái để tiêu trừ bản ngã tham sân si. Lúc lễ bái trời Phật thánh thiền nhất định không được khởi niệm. Khởi niệm điên đoán, mê sắc bởi dục vọng tham nắm danh lợi tài sắc danh thực đó. Thank you.
phải thành tâm. Chánh định là tâm mình phải trụ định thì mới có định. Giới định tuệ phải có định mới có trí tuệ chứ. Tâm không định, không giữ giới thanh tịnh thì làm sao có thân tâm an lạc đây. Chị Ben hiện nay thì không có nơi cư ngụ, không có nhà. Thì mạnh thường quân đó có đất ở núi, có nhà ở núi. Có thể là cô đã hiến cho chị Ben một đất, một cái căn nhà ở núi sẵn đó để mà về tu đó. Chị Ben có đồng ý không ạ? Thì duyên ơn trên muốn chuyển đi đâu cũng được. Không dám tham, không dám khởi cái ý định đi đâu cũng được. Cấm này rồi mình còn dự định đi tiếp tục núi nào nữa không chị Ben? Tùy duyên. À tùy duyên. Dạ. Mình chưa biết bao nhiêu ngày ha. Thì mình nhận được cái điểm hay là ở trên cho mình biết như nào mà mình bắt buộc phải trở về núi cấm thì chị Duyên? Dạ. Tại sao mình bắt buộc phải về núi cấm mà không về các núi khác? Thì tùy duyên, phải có cái duyên mới đi được. Ở đây là duyên nè. Đừng có suy nghĩ chuyện quá khứ và vị lai, biết hiện tại và hưởng cái an lạc là được rồi. Cho Ben uống nước rồi ăn. Nước thêm anh em lấy nước giùm anh.